Xin chào quý vị và các bạn. Tiếp theo về hướng dẫn các tiện ích trong phần mềm AutoCAD, hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn tiện ích tính cái diện tích của thửa đất trong phần mềm AutoCAD để chúng ta làm nhanh nha. Rồi, ta vào phần mềm AutoCAD luôn nha. Giả sử ta chọn một thửa này đi, ta di chuyển nó hoài cho nó đừng có dính mấy thửa khác. Rồi, nha. Rồi, hiện tại bây giờ ta muốn tính diện tích cái thửa này làm sao? Đó, ta bấm LI, đó, từ bấm ra. Đây diện tích đây. Thấy không? Rồi, nếu mà ta dùng ứng dụng thì sao? Rồi. Đây. Ok. Rồi ta bấm DTI nha. Rồi ta chọn vô. Xong rồi đó. Đơn giản không? Tính nhanh hơn. Cái này để ta báo cáo đơn giản cho bạn. Thấy không? Cái diện tích đơn giản vậy đó. Rồi, ta thêm một thửa thứ hai coi. Lọc được thửa này coi. Rồi. Di chuyển nó hoài cho nó dễ rồi em mà di chuyển rồi nha, tính thử này nha. Rồi bấm LI nha. Rồi vậy đây nó gì tích này, thấy không? Rồi bây giờ bấm DTI nha. Rồi, bấm vô giữa thửa nha, nè đó, thấy không? Là đúng ngừng không, nhanh vậy các bạn. Mà có cái hiện thửa này chúng ta tính dễ hơn. Rồi, cảm ơn các bạn lắng nghe. Chúc các bạn thực hành thành công nha.